buổi chợ trời mưa quê tôi. Buổi chợ quê đây mọi người nhá. Quê ở Việt Nam đây, Phú Thọ đây, đây là chợ mới. Chợ mới tại ngã ba Tiên Kiên. Nhà nông tự sản tự tiêu. Rất là đông đúc đủ các loại rau. Đủ các loại rau. Đó. Rất là tuyệt vời. Măng đắng đủ các loại. Cam, quýt, chuối, dứa, hoa quả. Rất là phong phú, chợ quê không thiếu gì. Hoa quả rất nhiều. Phú Thọ quê tôi, buổi trời mưa. Trời mưa đây, chợ ngoài trời trời mưa, còn bên trong kia là có lán, có nhà nhé. Các quầy hàng vải bắc là có nhà hết, bán thịt đều đủ các loại. Đây là một cái góc chợ ngoài cổng. Măng rất nhiều. Ở nước ngoài, ở Tây thì không bao giờ kiếm được những cái chợ như này, không bao giờ có chợ như này. Măng này. Đây là năng măng đắng này, rồi sắn dây này. Đủ các loại này, sắn dây này. Hoa chuối này, đủ các loại này, hoa chuối như này. Rau cỏ cà chua đủ thứ. Hành hẹ. Cau. Cái cau mùa vừa rồi rất là đắt nhá. Đây cũng có 5.000 một quả, cái trước Tết là có khoảng 30.000 một quả như này. Rất là nhiều. Đó. Đông lắm, càng đi vào bên trong càng đông lắm vì trời mưa không muốn đi. Quay sơ sơ đây cho mọi người biết nhé, chợ quê một vùng quê bình yên. Không có trẻ em, không có trẻ nhỏ đâu nha. Vì là trời mưa. Buổi chợ quê. Đây là buổi chợ quê. Khỏe hơn voi. Kênh YouTube.
Ngày mai bên Mỹ, bên Canada người ta xem được hết. À, Sài Gòn. Rất tuyệt vời. Đấy, vùng chợ quê, một chút góc chợ quê thôi. Đấy, hoa quả, trái cây, đủ thứ. Có phải măng đắng à? Đắng có ngọt có chua ơi. Đây măng đắng à? Măng ngọt đây, à măng đắng đây ạ. Bao tiền cân đấy? 15.000 Bao nhiêu? 15.000 À chà. Năm nay đắt nhỉ? Nguyên Minh chào mọi người nhé, chào tất cả. Các bạn thích thì chợ quê để cho mình một like nhé, và cũng đừng quên đăng ký kênh Nguyễn Vĩnh của mình. Thật tuyệt vời, một vùng quê bình yên. Chào tạm biệt các bạn. Cảm ơn rất nhiều, đừng quên đăng ký kênh của mình.